Đã ông Minh Tuệ ông đi ông ăn một ngày cơm có một bữa mà người ta cúng dường nhiều quá ông cũng cho lợi cho người ta chứ ông đâu có mang theo. Dù là ông sân si ông thầy Minh Tuệ với ông sân si ông thầy Minh Đạo thôi. Thôi thầy ơi, con khuyên thầy từ đây sắp tới mình đã tu hành rồi, mình mặc áo cà sa rồi, thôi thầy ơi, thầy đừng có khuyên trách người ta nữa. Thầy thấy người ta cộng đồng mạng và quảng ảnh thầy lừa gạt, thầy lừa đảo, thầy ngu ma dương, thầy ma tăng, quảng ảnh thầy quá trời, thầy không mắc cỡ sao thầy? Người ta quảng ảnh chừng nào con tội nghiệp thầy hung chừng nấy á. Dạ, lời nói đầu tiên cho anh em xin gửi lời chào đến quý ông bà cô chú anh chị. Trước màn hình quý ông bà anh chị có một người cô có gọi cho anh em về một cái vấn đề nói về Minh Đạo ở Đồng Tháp thì câu chuyện này như thế nào. Anh em sẽ mời tất cả quý bà quý anh chị đồng hành hết video sẽ hiểu hơn. Dạ con chào cô. Dạ một Phật chào mấy chú. Dạ cô ơi, cho con hỏi cô tên gì và đang sinh sống ở đâu cô? Dạ tôi Nguyễn Thị Lụ ở ấp Vân Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Dạ cô đang năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi nay tôi 68 tuổi. 68 tuổi rồi. Dạ. Thì hôm nay cô gọi xuống là cô muốn chia sẻ về câu chuyện gì cô? Cũng như mấy chú được quay vòng vòng hồi nãy giờ đó. Rồi tôi thấy thì tôi cũng mời mấy chú lên quay hoàn cảnh gia đình tôi, san sẻ gia đình tôi. Cũng chia sẻ gia đình tôi hoàn cảnh như vậy, khổ não vậy đó. Cũng nhờ mấy chú giúp cho tôi. Hai nữa mấy chú nói gì hỏi thăm tôi biết ông Minh Đạo không? Thì tôi nói từ nào giờ mấy chục năm tôi đây tôi biết ông thầy Minh Đạo. Nhưng mà tôi coi có clip của thầy tôi rất nhiều rồi. Tôi thấy ông thầy tôi nói nhiều cái cũng không có đúng. Để cho cộng đồng mạng và bên YouTube cũng phản ảnh thầy rất nhiều. Nhưng mà thầy ơi, hôm nay có dịp mấy chú đi quay đây, mấy chú lại quay hoàn cảnh nhà con mà mấy chú có hỏi á. Thì con cũng là nói thiệt với thầy như thế này, con khuyên thầy, thầy ơi từ đây sắp tới thầy đừng có chỉ trích người ta nữa, thầy đừng có chê bai người ta nữa được nữa. Thầy nói ai ăn nấy no, ai tu nấy đặt mà nấy đạt. Thì thầy biết đó vậy, con khuyên thầy gần gần lại đi, đừng có sân si người ta nữa thầy ơi. Đã ông Minh Tuệ ông đi ông ăn một ngày cơm có một bữa mà người ta cúng dường nhiều quá ông cũng cho lợi cho người ta chứ ông đâu có mang theo, ông mang theo đâu có hết. Còn như thầy nè, như thầy ở nhà như con nè, thầy còn Sao ở quạt bóng mát, thổi vô thầy còn ngủ nữa, còn thầy còn được máy quạt hoặc là thầy có máy lạnh, thầy ăn cơm được hai ba bữa mà thầy thấy vậy thầy thương ông Minh Tuệ mới phải. Còn thầy nói cái bác đó là không phải của bên là Đức Phật, nhưng mà ông Minh Tuệ ông đâu có xài cái đó đâu, là ông bỏ tất cả rồi mà ông lụm giải mà hầm độn rồi giải thay ma đồ ông mặc rồi ông đi cái thùng sơn dạ rồi ông đi. cô Lụ ơi, cho con hỏi vấn đề hồi nãy con nghe cô nói á, là cô gọi là thầy ông Minh Đạo ở Đồng Tháp là thầy là sao có nghĩa là mình là đệ tử ổng hả hay sao? Cũng như là cô Lụ là không phải đệ tử của thầy, nhưng mà cô Lụ là đệ tử của chùa Hưng Thiền, nhưng mà cô Lụ cũng đến chùa Thiền Kim đồ cúng như ông thầy Minh Đạo này, ông xuất gia tại Thiền Kim, cho nên á thì huynh ông Minh Đạo này nói là cũng tốt dữ lắm chứ không có gì, nhưng mà sự thật nhiều người ghét ổng, nhưng mà cấp này người ta ghét nhiều á, từ người ta nhất nhiều là ghét nhiều là ổng sân si ông thầy Minh Tuệ với ông sân si ông thầy Minh Đạo thôi. Thôi thầy ơi, con khuyên thầy từ đây sắp tới mình đã tu hành rồi, mình mặc áo cà sa rồi, thôi thầy ơi, thầy đừng có khuyên trách người ta nữa. Thầy thấy người ta cộng đồng mạng và quảng ảnh thầy lừa gạt, thầy lừa đảo, thầy ngu ma dương, thầy ma tăng, quảng ảnh thầy quá trời, thầy không mắc cỡ sao thầy? Người ta quảng ảnh chừng nào con tội nghiệp thầy hung chừng nấy á, tội nghiệp thầy dữ lắm đó. Còn mà bà Thảo thì bà bán ở trong kiếm bữa 100 mấy 200 ngàn, rồi từ đây sắp tới rồi á cộng đồng mạng phản ảnh thầy quá trời, mà thầy lên trên điện thoại thầy thuyết giảng quá trời thuyết giảng đi, người ta biết mặt thầy hết trơn rồi, từ đây sắp tới thầy đi khất thực người ta không cúng dường rồi, thầy khổ dữ lắm thầy ơi, thầy khổ lắm, thầy còn mấy đứa em ăn học nữa khổ lắm thầy ơi, tội nghiệp thầy. Thôi con khuyên thầy, thầy ơi thầy gắng khắc phục rồi đi. Bây giờ con khuyên thầy một câu vậy nè, thầy nói thôi cộng đồng mạng giờ tôi bây giờ tôi ngưng lại nữa, giờ tôi biết rồi, tôi biết tôi sai rồi, giờ cộng đồng mạng đừng có quay đừng ghi nữa chân cho người ta dựng đứng khuyên lại, người ta không có đem ra nữa,
để ông nội này cái rồi biết cái rồi chạy kiếm nhà ông quay, ông nội kia cái kiếm nhà thầy quay. Mà thật thật thầy là thầy con cũng bức xúc dữ lắm đó. Cái hôm bữa mà xuống quay thầy, rồi thầy chạy về tới quý ban gặp con đứng con chào thầy, con gật đầu với thầy đó. Mà dám nói đi thầy đừng có sân si nữa, tội nghiệp quá à, tội nghiệp thầy quá à. Rồi tội nghiệp cho bà Thảo, tội nghiệp cho mấy đứa em đi ăn học nữa. Bây giờ trên chơi việc thầy thấy ở trong cái ấp Hưng Lợi này à, bây giờ khoảng ảnh thầy dữ lắm rồi. Nó quay ở đây nè, nó quay ở vòng vòng đây nè. Rồi thấy cái nhà con nó lũi vô rồi nó hỏi con, rồi con nói con biết rồi nó làm luôn đó. Cho thầy biết cho đó. Thôi giờ con khuyên thầy bao nhiêu đó, thầy cố gắng đi. Chứ bây giờ trên địa việc bây giờ cả Bè, cả Lẫy, Mỹ Tho, Đồng Xoài, Tây Ninh, ở đâu Gạch Giá, Cà Mau, ở đâu đâu ta cũng biết mặt thầy hết trơn rồi. Rồi thầy đi không có nữa, cuộc đời mình, đời sống mình ra làm sao. Còn thầy ơi, thầy có mua đồ thầy thiếu nợ, thầy đừng có lên trên cộng đồng mạng thầy nói giùm con cái. Cho nên người ta mới chữ thầy đó, người ta chữ thầy tu mà còn ham của, ham đồ, ham vật chất này kia nọ đó. Tu là tao bỏ tất cả, mà thầy tu mà thầy mua về, cho nên người ta mới chữ thầy. Người ta chữ thầy vậy con cũng đau xót lắm, chứ không phải đau xót đâu. Tuy mặc dầu thầy không phải là ngự là quy y cho con, nhưng mà thầy đầu tròn áo vuông rồi, con kêu thầy từ hồi nào tới giờ, mà kề vai sát cánh từ hồi nào giờ cũng thân thích với vợ chồng thầy. Nhưng mà trên sự việc là nó quay rồi mấy bà đó tán thầy quá trời đi. Con thấy con mới sốt ruột, con mới lên tiếng con khuyên thầy vậy thôi. Con khuyên thầy từ đây sắp tới đừng có làm vậy nữa nghe thầy. Thầy cố gắng đi. Thầy lên thầy thuyết giảng nè. Thầy lên thầy nói thầy khơ sơn, thầy khuết gì thầy nói đủ thứ hết trơn. Cho nên người ta mới nói thầy sơn thầy khuết, bây giờ tuột nước sơn hết trơn. Bây giờ tao mới kêu thầy là mà bào lợi rồi sơn lợi đi cho nó dính cho vợ tuột hết trơn rồi. Rồi đến đổi thầy thấy không? Mấy thằng YouTube này đọc lắm, nó gắn hai cái sừng trên đầu thầy, hai cái sừng trước thì đang thùi, hai cái sừng sau thì đổ quét giống ngu ma dương siêu đường muốn chết luôn. Con mắc cỡ thế bà nội con luôn. À, vậy là cái này là cô lên khuyên thầy cô đúng không? Dạ con lên thầy khuyên thầy con à. Chứ cho con, anh em tụi con hỏi sao mà cô kêu cái ông này là bằng thầy? Thì ông đầu tròn áo vuông, ông cạo đầu, ông đầu tròn áo vuông, mình chưa cạo đầu, mình chưa mặc áo vuông, áo tròn với ổng mà mình ổng thầy. À, con nói cô Lộ nghe như thế này nè. Đối với cô thì kêu ổng bằng thầy, đối với anh em con á, ổng con không có tôn trọng ổng, con kêu là ổng là ông Minh Đạo ở Đồng Tháp. Đúng chứ rồi. Con không có tôn trọng ổng. Bởi vì các chú thì không có quy y, còn tôi quy y trong nhà Phật thì tôi phải tôn trọng kính thầy. Yeah. Tôn trọng cái này tôi tôn trọng thầy, tôi khuyên thầy thôi. Thầy con xin lỗi thầy đừng giận con nha. Mà cộng đồng mạng dân chúng chữ thầy quá trời rồi, YouTube kiếm thầy nhiều quá trời kiếm, nó quay từ cống Trăm Bầu nó quay dài vô kinh kho, nó biết ông hết trơn rồi ông nội ơi. Cho nên con thấy bể tành bành rồi con mới nói ra nè, chứ phải chưa có bể con chưa có nói nữa. Nói chi ở chòm sớm không có một ông thầy cũng như một Đức Phật ở sớm rồi. Là từ nhà cô lại nhà của ông Minh Đạo này gần không cô? Nhà cô đây vô trong kinh Đức Đoạn một cây, đây vô kinh kho, đây vô trong ổng khoảng chừng hai cây mấy ba cây. Cô ngày xưa là cũng đi vô chùa làm công quả, trong đó cũng gặp ông Minh Đạo này. Cô không có làm công quả trong chùa chung với thầy, nhưng mà cô quy y chùa Hưng Thiền. Nhưng mà cái cấp đó cô đi tuốt ở trên kia rồi cô nhức quá trời, cô gì không có nổi. Cô gì không nổi rồi thấy thầy mới chạy chở đứa bé, rồi thầy mới hỏi cô về tới đâu, rồi cái cô nói cô về tới đây nè, tới chợ, cái về tới chợ đồ xuống thầy không có cho. Lâu rồi, mấy chục năm rồi, hăm mấy ba chục năm rồi. Thầy nói thôi nhà cô đâu, tôi đưa cô về tới nhà luôn. Nhưng mà cô ngại con cái là ổng là thầy chùa, mà ổng chở người đàn bà trên xe, ổng là tội nghiệp. Nhưng mà ông thầy ổng rất quan hỷ. Ông nói thôi tôi đưa tới nhà, ông đưa tới nhà luôn. Ông mới biết từ đó chứ sao biết ổng. Dạ cô ơi, cho con hỏi là cô sống ở đây với ai cô? Dạ tôi sống ở đây có một mình tôi hả chú. Ở một cái căn nhà này mà nhà của cô hay sao? Dạ cái nhà này tôi ở đậu rồi, người ta cho ton đồ dựng lên ở nè, mà giờ cây nó mục hết trơn rồi chứ mà chưa có tiền sửa lại chú. Là người ta ở nhà mướn đất người ta hả? Ở nhờ đất người ta. Ồ. Còn bà con cô bác người ta dỡ nhà đó rồi ton dụng là xin về che ở. Không có đất đai vậy đó? Dạ không có, hồi đó có hai công mà rồi bán đâu? Dạ quê ở đây luôn. Cha mẹ luôn mướn đất, đụng đất của mẹ cho nó cho đậu lại. Có hai công ruộng rồi đó, đau bệnh quá trời rồi bán. Còn hai đứa con nó có chồng bỏ theo vợ bé, nó nghèo quá trời nở. Ai theo vợ bé? Hai người rể nó theo vợ bé, bỏ hai đứa con gái. Wow. Rồi nó mận không đủ nuôi con nó, thành ra nó không có cho tôi.
Còn chồng tôi là bệnh phổi nặng lắm, không có cho ở chung một nhà. Rồi em chồng tôi nó rước về Mỹ Tho ở dưới 5-6 năm nay á. Rồi tôi có không tiền đi dưới thăm ông nữa. Rồi giờ tôi mang cái bệnh hai một bú hai bên. Dưới chính giữa là tôi thoát vị đê điểm lòi ra nhiêu đây nè. Rồi khớp tôi nó nhức dữ lắm. Rồi huyết áp, rồi tim đồ nữa. Có giấy em gai nữa trơn. Bơm trên chùa cho mấy triệu đi chụp em gai có hết trơn à. Con ở đây con thấy có một cái gì ảnh của cái gì ảnh nào đó, nhỏ này 16 tuổi đi hơi đỡ người ta gọi nó đụng cục đèn nó chết á. Rồi chở nó về hả? Ừ, lâu chưa cô? Ừ, mười mấy năm rồi chở nó về không có 500 đồng bạc mà không có 5 lít gạo luôn đó. Ừ, đi mua triệu cái hàng luôn nữa mà ta không bán tin gói bịch mũ cho chôn nó luôn nữa đó. Ồ, đẹp gái quá ha. Ừ. Hiện tại là ở đây hàng ngày cô làm cái công việc gì? Ờ, hồi trước thì năm đi bán bánh, rồi năm bệnh, rồi năm nhất năm đi không nổi. Dạ. Đi không nổi rồi sao mới đương lục bình, đương lục bình giờ nhất quá trời rồi, đương không được ba lục bình còn bỏ đó. Cho con hỏi cô như thế này, cô lớn tuổi rồi, hai người con cô cũng lo gia đình, nhưng mà con rể là đi lấy vợ bé hết. Dạ. Hiện tại bây giờ cô sống một mình ở dạ. một cái căn nhà này gọi là căn nhà rất là sập sệ luôn. Dạ. Bây giờ những cái sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của cô đó là như thế nào, ở đâu mà có? Gạo thì bà con cô bác lâu lâu người cho 5 lít, người cho chục lít có, có gạo. Còn tiền, còn mà mình làm được có tiền thì mình mua đồ mình ăn. Còn mình mua đồ không được thì nước mắm đậu đâu mình khô khô quẹt, hoặc thương trao đâu mình ăn, hay rau vô ăn. Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Thì có đó, có y chang. Rồi hai người con của cô đó có lâu lâu thỉnh thoảng gửi tiền cho cô không? Lâu lâu thì nó không có cho thiệt, nhưng mà Tết nó về cho đứa 500. Ừ. Mà Tết... 500 ngàn hay 500 triệu? Dạ, 500 ngàn á. Về cho đứa 500 mà thấy con nó còn nhỏ quá trời, mình lấy sợ chở nó thiếu hụt, không dám lấy. Yeah. Dưới này có bà con cô bác lâu lâu cho vài lít gạo ăn được, bởi vì cô ăn ngày có lon gạo hà, không có hao hung, thành ra không lấy tiền của nó. Rồi gạo gác đây thiếu gì hái khô khô quẹt ăn. Rồi cái nhà này mùa mưa nó có dột? Dạ có dột để nồi, rồi đằng kia thì để mấy cái thau lót. Là nhiễu chỗ nào mình lấy cái thau mình thứng hả? Dạ. Còn xin được mớ cây nè, đặng chèn lại nó mục, nó mọt, nó mối, nó gớt, rồi chèn lại mà làm không nổi con bỏ đó. Ôi con bỏ mớ cây. Con thấy là con che mũ đó là che làm gì hả cô? Che mưa dột quá chú ơi. Chỗ ngủ hả? Dạ. Dạ. Con thấy là che chỗ ngủ với chỗ thờ Phật nè ha. Dạ, dột quá trơn à. Ủa cô bên đạo ha, Hòa Hảo hả cô? Bên Phật á. Mà mình tôn trọng thầy tổ rồi mình thờ hết. Dạ. Cao hơn mình là ai, cao hơn mình là mình thờ mình kính hết. Trời ơi. Còn nấu cơm thì củi tụi nó chặt nó cho. Còn chừng nào mà trời mưa mới bắt lên đây. Chỗ ngủ này cô là che cái bạc này là mưa nó tạt vô hả? Dạ mưa tạt. Trời ơi. Một cái trơn rồi. Còn cái đó thì mưa tạt vô, chừng nào có mưa lớn rồi lấy đồ che cho cái lỗ đó ha. Dạ. Một cái trơn à, vòng vòng một cái trơn. Rồi quần áo rồi là mình quần áo thì người ta cho mặc không hết. Người ta cho đồ về sạc sạc. Chứ không có tủ quần áo mình để vô ha. Đó có cái tủ hồi đó người ta cho cái tủ người ta chê đó. Tủ được xét hết rồi. Người ta mua cái tủ bành kia người ta cho đó. Dạ. Còn cái du tiếng đó tao mua cái du tiếng bự vậy người ta cho đó. Yeah. Còn cái tủ lạnh này người ta mua cái tủ lạnh đâu bự mấy 20 triệu người ta cho mà không dám ghim điện, là ghim điện không có tiền đóng mà. Đâu đâu cho ở tủ lạnh nó cũ lắm rồi, đừng xài điện nguy hiểm. Có một mình à. Rồi hôm nay cô nấu cơm gì chưa? Chưa nấu cơm gì hả? Chưa. Hôm nay có ăn gì không? Trời ơi, hôm nay mấy cái đậu bắp gì có gì cái bọn con làm gà vịt gì đi, chấm gì cô? Ốc đắng ăn với nước mắm, đâu có nước ốc đắng uống cái con ăn. Ồ. Trời ơi, cái đó cái nước này là trị bệnh gì con? Trị bệnh thần kinh tọa. Ừ. Nhất đây nhất xuống nè. Dạ. Rồi mình nửa cái ốc mình đổ vô hai chén nước rồi mình nấu sôi mình quậy quậy cái mình uống nước. Bớt không con? Bớt. Rồi cái này mình có ăn thì mình ăn, mình măng mình bỏ. Là cái đó là sao cô biết được cái bài thuốc đó hay vậy? Tự nhiên chị. Ở trên chỉ. Thiên nhiên chỉ. Ở trên chỉ. Ốc ở đó đâu mà cô mua đâu? Ngày qua nhỏ kia cho 50 ngàn, mua ký ốc 15 ngàn á. Ở đây là củi đó mình củi đó tụi nó chặt, tụi nó chụm không hết, tụi nó cho 5 chụm, trời nắng 5 chụm, trời mưa 5 chụm, đây để chụm đây không tiền mua. Là bếp ga ha. Trời nắng là mình dài xài bếp củi, còn mà ấy là xài bếp ga. Dạ. Bếp ga con thấy là nó cũng lớn tuổi hơn con luôn rồi đó. Kệ nó. Nó đâu thôi. Một bình ga vậy mình xài khoảng được năm không? 5-6 tháng á. 5-6 tháng ha.
Dạ. Ừ. Con thấy cô treo cái gì đây mà đồ, 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 cái này đồ tương. Còn bên kia, bên kia. Cái này mấy con mực nó cho không ăn mắng hoài, muốn móc mẹ trời dục cái chứ để vậy. Ăn hô gình không ăn. Còn đây cái miếng đất này là mình ở đậu, mình ở nhờ người em hay sao? Ở nhờ nhỏ nãy đó. Là người em của cô hay sao? Người em ruột. Em ruột. Rồi ở hết đời của cô hay sao? Cho ở hết đời luôn, cô chết rồi con cô nó ở đâu nó ở. Để cho ở hết đời của mình thôi ha. Bây giờ hồi nãy cô nói là cô 68 tuổi hả? Dạ. 68 tuổi. Con thấy cái chân cô đi khập khiễng là cô bị gì? Thoát vị đĩa đệm, hai một bú ở đây nè, hai một bú bên đây nè. Thoát vị đĩa đệm xuống đây nó lòi ra ăn khúc vậy nè. Vậy đó hả? Rồi bắt đầu viêm đa khớp, rồi bắt đầu nó teo mông, nó teo giò nè, teo chân nè. Thằng chi cái nhỏ xíu rồi kìa. Đi lụm cụm đi không được. Dạ. Yeah. Bước lên dốc bước không nói. Rồi nó nhức ở đây nè. Dạ. Yeah. Thì con thấy nhà sau này không có cửa luôn phải không? Có cái miếng dán đó, cái miếng cái miếng cây đó mình kéo qua thôi. Dạ. Với phần nữa ở nhà mình con thấy cũng đâu có giá trị gì đâu mà sợ. Dạ. Đúng không? Hồi đó mấy chục năm trước năm bằng bánh đó có cối nồi xây bột đó. Rồi nghỉ bằng bánh cái cối còn đó. Dạ. Bây giờ bán không nổi. Hồi đó gánh đi giờ gánh không nổi. Lúc trước mình bán làm bánh là mình gánh đi bột. Trời ơi, đó gánh đi bột bán bữa lợi 100 mấy 200 con đó. Dạ. Còn giờ là bán lời 5 triệu không? 10 triệu. Con vậy đùa. Cô ngồi đây con anh quan tâm sự hỏi thăm cô cái ha. Rồi. Rồi ở đây là chỗ nè, nơi tối con ngủ đây á ha. Tối ngủ đây nè. Cái niệm này gách người ta chê tao bỏ lấy về nằm đỡ. Nằm đỡ luôn ha. Cũng rồi kiếm. Ở đây trời mưa mà nước rồi nó dâng lên có ngập nhà mình không? Nước thì nó không có ngập. Nhưng mà từ ở dưới nó dích đất lên đó nước mới tràn vô. Có hôm mượn thằng kia, cái bà đó bà cho 100 ngàn mượn kia móc cái đó cho nó hết 10 ngàn mà nó không lấy. Rồi cái này nó đúng hết trơn à. Con thấy nó vô cái nhà mà thấy cái gạch này gọi là gạch tàu phải không ta? Đúng rồi, là nó lâu lắm rồi đó. Cho con hỏi là những cái chi phí mà điện nước ăn uống á, một tháng cô phải là tốn khoảng bao nhiêu tiền? Nước thì điện nước đồ ăn uống này luôn. Điện nước thì điện với nước tháng 100 mấy. Rồi ăn uống tôi không biết ăn nhiêu nữa. Rồi ngày có lon gạo à? Ngày có lon gạo à? Rồi đồ ăn rồi mình đâu có mua đâu tốn tiền, đâu có ăn gì đâu tốn tiền. Không ăn uống gì? Thì ăn khô quẹt rồi nước tương nước mắm đó. Trời rồi nước tương thì người ta cho gạo cho kèm mà chai nước tương. Con nói cô nghe nè, mình bệnh như vậy mình phải cố gắng mình kiếm gì mình ăn chứ ăn gì sao có đủ chất. Rồi lâu lâu cái nhỏ này có đồ nó đun lên cho chén dĩa vậy nè. Dạ. Yeah. Nói chung là cô chủ yếu là sống nhờ hàng xóm. Giờ cho nhờ em múc coi chùm sớm không á. Rồi nếu không có đồ ăn chạy xuống nhỏ này. Dạ. Yeah. Thôi vậy cũng được ha. Có khi bệnh nhưng cái mà... này bệnh nấu cơm không nổi thì nó nấu cơm nó chạy. Con nãy giờ con nghe nói cô nghèo khổ, con thấy đeo nguyên một cái lắc vàng kìa. Cái này để chừng nào mà chết đem theo. Lắc vàng hay là cái gì? Vàng 28. Vàng gì vàng 28? Thì vàng 18. Không có, ta đeo 24, 18, tôi đeo 28. Là hiểu rồi, nằm giữa giữa đó. Là vàng giả ha. Bán người ta không mua. Cho người ta không lấy là vàng 28 chứ vàng gì? 28 ngoài hàng giữa. Là có 24 mà cô giờ ta. Ai bỏ lụm đều vậy. Yeah. Vậy mà nãy giờ con tưởng cô đại gia. Trời tao đại lít kìa, mày biết mấy chục lít trong đó không cụ nhào biết mấy chục lít trong trời tao đại lít. Mà con hỏi cô như thế này, mình sống như vậy đó, mình sống trong cái kiểu mà hàng xóm người ta thương mình á, có những lúc mà cô suy nghĩ cô buồn không? Buồn gì với bản thân của mình có không. Hai người con không lo gì không? Không. Không ha. Không buồn. Bây giờ không, mình không buồn là mình không buồn chỗ này. Kiếp trước mình giao cái nghiệp nặng quá, mình mắc nợ nó. Thì giờ nó mắc nợ mình, nó trả mình. Mình mắc nợ nó, mình trả nó. Chứ không có buồn. Không có buồn chứ, giá hoặc giá trời. Độ đau vợ chết dây chứ nằm vậy nó chưa chắc gì nó nuôi. Năm đi nằm bệnh viện mấy lần nó đâu có về nuôi cô đâu. Đi lên chợ nó xin cơm từ thiện đồ ăn bà con cô bác cho tiền về xe chứ nó đâu có tiền đâu nó về nó bỏ công ty đuổi nó nữa không có kêu. Có khi nào mà mỗi đêm cô nằm vậy đó rồi cô khóc một mình không? Không. Không khóc. Niệm Phật vui. Yeah. Niệm Phật không mà niệm Phật cầu cho trăm họa bá tánh vạn dân trong nước và ngoài nước và là những người được sống thì được mạnh giỏi bình an. Cho gạo cho tiền năm rồi được mùa màng sung túc vợ chồng anh Quốc con cháu đời quề cầu nguyện cho những người thác được siêu sinh tịnh độ chứ không có buồn niệm Phật thôi còn nếu có buồn quá lấy điện thoại ra coi mấy ông YouTube. Yeah.
Thôi mốt đừng coi mấy ông YouTube nữa nha, coi mấy ông có tàu làm tàu lao không đó. Tàu lao như thiệt, đừng có để vợ, đừng để ghệ là không tàu lao. Để vợ để ghệ là tàu lao. Dạ. Con Năm ơi, thì hôm nay á con ở đây con cũng quay thấy cái hoàn cảnh của cô vậy, thì con cũng tiền quỹ của cô Hương Thu Hương Nguyễn ở Đài Loan á, thì con gửi cô chứ 500 đi. Thì nếu mà cô có hữu duyên với cô có hữu duyên với ai mà xem được cái đoạn video này á, thì người ta liên hệ con, thì con sẽ quay lại con thăm cô. Dạ, tôi cũng chân thành cái này cảm của ơn cô Thu Hương Nguyễn ở Đài Loan nha con. Dạ, tôi chân thành cảm ơn cô Thu Hương Nguyễn. Tôi chúc cô được dồi dào sức khỏe, mạnh giỏi, bình an đầu năm tới những cuối năm, bá niên trường thọ, làm chi được nấy, được phước được tài của trời ban cho cô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Cô hồi đó cô có học thơ không? Cô có đọc thơ hay dạ gì? Tôi làm Minh Mông Tụng. Dạ. Dạ thì con có thay mặt anh em cũng xin chân thành cảm ơn chị Thu Hương Nguyễn ha ở Đài Loan. Dạ xin cảm ơn tất cả các bên cộng đồng mạng và Mạnh Thường Quân. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con thay mặt anh em đây cảm ơn cô, chúc cô và luôn luôn sức khỏe. Nếu mà có duyên nữa thì anh em con sẽ quay lại cô nha. Dạ dạ. Dạ anh em con chào cô. Dạ chào. Dạ. Chào mấy chú về khỏe nha. Dạ.